Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn năm 2024 và kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2024 và ngày 1 tháng 2, Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Long Bình tổ chức lễ bàn giao căn nhà đại đoàn kết cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Theo đó, căn nhà được cho thanh niên Trần Trọng Nghĩa, diện tích hơn 35m², kết cấu sàn, khung gỗ, mái lợp tôn, với tổng kinh phí thực hiện hơn 60 triệu đồng. Trong đó, Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Long Bình vận động Mạnh Thường Quân hỗ trợ 45 triệu đồng, còn lại gia đình đối ứng thêm. Dịp này, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thị trấn Long Bình còn trao tặng các vật dụng sinh hoạt trong gia đình, qua đó tạo tâm lý phấn khởi cho thanh niên. Đây cũng là một trong 10 căn nhà đại đoàn kết mà thị trấn Long Bình lập thành tích chào mừng Đại hội Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ năm 2024-2029.